Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình lại có cơ hội để cho các bạn đang theo dõi fanpage của DK Eyebrow xem một cái sản phẩm, một ca lông mày được sửa lại, thực hiện bởi các chuyên gia tại DK. Thì trước khi mà chúng ta phân tích về tình trạng của bạn khách hàng ngày hôm nay thì chúng ta cùng trò chuyện và làm quen các bạn ấy một chút nhé. Em chào chị ạ. Chị thể cho em hỏi thăm là mình tên là gì này và mình đến từ đâu được không ạ? Mình tên là Phương Dung và mình đến từ Hà Nội nhé. Vâng, chị Dung ơi, ở Hà Nội thì có rất là nhiều cơ sở làm đẹp về phun xăm ấy, nhưng không biết là lý do gì mà chị lại quyết định lựa chọn DK để sửa lông mày của mình ạ? Thì mình cũng được bạn bè và người thân giới thiệu qua đây ấy, thì mọi người bảo là ở bên DK thì có cái công nghệ mà hút laser mày tốt nhất ở Hà Nội bây giờ, thì thế nên là mình tới đây. Dạ vâng ạ, thế em cho hỏi thăm một chút tình trạng lông mày của chị trước khi tới DK là như thế nào ạ? Tình trạng trước của chị thì trước đây chị cũng đã từng điêu khắc rồi, thì nó có bị trổ đỏ ấy và nó có bị phai ra ấy. Thì sau khi chị đến đây thì các bạn ý laser sau 3 lần thì chị thấy khá là sạch. Dạ vâng ạ, có nghĩa là tình trạng của chị là trước đây là mình đã từng làm nơi khác rồi. Và lông mày của mình còn dấu hiệu bị chuyển sang màu đỏ đúng không ạ? Ừ đúng rồi ạ. Thì nguyên nhân mà lông mày bị chuyển sang màu đỏ ấy là do trong thành phần mực của khách hàng là không có cái chất chống trổ, nên là theo thời gian ý, là nó bị oxy hóa, nó bị chuyển sang màu đỏ. Thì đối với cái góc mực của DK thì chị yên tâm nhé, là sau cái khoảng thời gian mình chơi ý, thì nó sẽ chỉ nhạt dần đi theo thời gian thôi, chứ cam kết là sẽ không bị chuyển sang màu đỏ hay là màu xanh như là những cái góc mực khác. Bởi vì DK sử dụng góc mực của Đức để làm cho khách, thì Đức nó là cái đất nước rất là nghiêm ngặt về thành phần hóa chất, trong thành phần mực đã có chất chống trổ rồi, nên là bên em cam kết là sẽ không bị chuyển sang màu đỏ như là lần trước mình làm đâu nhé. Ok. Và ngoài ra thì như chị có vừa trao đổi đấy ạ, là trước đây chị có làm công nghệ điêu khắc. Thì ở DK trước đây là cũng có công nghệ điêu khắc, nhưng mà tuy nhiên ấy, với cái xu hướng hiện nay này là khách hàng yêu cầu cái sự tự nhiên này, mà vẫn đảm bảo nó phải chơi được bền màu. Mà cái điêu khắc ý, với cái tình trạng da của người Việt Nam mình là da dầu, khí hậu của Việt Nam là khí hậu nóng ẩm, cho nên nếu chúng ta chơi một cặp lông mày điêu khắc ý, thì thời gian giữ mực nó sẽ không được bền. Trung bình là khoảng tầm 6 tháng thôi là khách hàng đã phải làm lại rồi. Nhưng tuy nhiên là với cái công nghệ mới nhất mà hôm nay chị Dung trải nghiệm là công nghệ hair chop đúng không ạ? Thì công nghệ này sẽ chơi được bền màu hơn, bởi vì chuyên gia sẽ đi sợi bằng dao, sẽ giúp mực của chúng ta được đưa xuống dưới sâu hơn dưới bề mặt da nhé mọi người nhé. Thế ra chị Dung cho em hỏi thăm thêm ạ, trước khi mà mình sử dụng cái liệu trình xóa xăm ở bên em ý, thì mình lo sợ nhất là điều gì ạ? Đau thôi, kiểu sợ đau ấy. Dạ vâng ạ. Thế thì không biết là trong cái thời gian mà mình xóa xăm đấy thì mình có cái trải nghiệm như thế nào, chị có thể chia sẻ cho các em biết được không ạ? Thật ra thì chị có hỏi bạn bè chị, thì các bạn bè của chị bảo là không thấy đau lắm, nhưng có thể da chị thì khá là mỏng ấy, nó khá nhạy cảm thì chị thấy vẫn hơi bị rát rát, nhưng nói chung là vẫn chịu được. Dạ vâng. Ok. Vâng ạ. Thực ra là để mà nói là không có cảm giác gì thì là không đúng. Nhưng mà tuy nhiên ấy, là chị trải nghiệm rồi thì mình biết, bởi vì bản chất của laser là nó sinh nhiệt, nên là chúng ta vẫn sẽ cảm thấy hơi rát rát, hơi nóng châm chích một chút xíu thôi, chứ không đáng kể nhiều. Nhưng mà tuy nhiên là như mọi người để nhìn thấy đấy ạ, và chị Dung trải nghiệm rồi cũng biết đúng không ạ, là sau khi xóa xong thì vùng da của mình nó không có bỏng rộp, không có chảy máu và không có tổn thương gì hết. Và ngay sau khi xóa xong thì khi mà góc mực đã sạch rồi thì chúng ta có thể làm lông mày được luôn. Chị Dung là mình đã xóa hết tổng cộng là 3 lần đúng không ạ? Mỗi lần cách nhau bao nhiêu ngày chị có nhớ không ạ? Mỗi lần cách nhau 7 ngày em ạ. Mỗi lần cách nhau 7 ngày và bên em cũng có nhân viên gọi điện nhắc lịch cho mình chứ ạ? Đúng rồi. Dạ vâng ạ. Đó, bởi vì cái công nghệ siêu laser của DK không hề gây tổn thương cho da, cho nên là thời gian nghỉ dưỡng của chúng ta rất là ngắn. Trung bình là khoảng tầm 5 ngày hoặc là 7 ngày thôi là khách hàng có thể chủ động tới DK để xóa tiếp theo liệu trình rồi. Nhưng nếu như mà các bạn mà không nhớ lịch ạ, thì yên tâm là đội ngũ chăm sóc khách hàng của DK sẽ có nhân viên gọi điện để nhắc lịch nhé. Và ngày hôm nay thì như chúng ta có thể quan sát đấy, sau khi xóa xong này thì lông mày thật của chị Dung thì khá là ít, rất là ít, chỉ có một chút chút ở đầu lông mày thôi. Đó, và đây hoàn toàn là sợi được Master Hoa Minh Vương và các chuyên gia thực hiện. Đó, đưa mực xuống bằng máy này. Và mọi người nhìn thấy cách xếp sợi rất là tự nhiên, rất là bay bổng, mượt mà. Và khi mà bong ra thì màu mực sợi lông mày làm và sợi lông mày thật nó sẽ quyện vào nhau, nó sẽ còn tự nhiên hơn nhé. Thế chị Dung ơi, không biết là với cái dáng lông mày hiện tại chị cảm thấy như thế nào ạ? Chị khá là hài lòng, khá là thích. Dạ vâng ạ, thế không biết là chị Dung đã nắm được cái chương trình tích điểm của bên em chưa nhờ chị nhỉ? Thôi em dạ vâng, chương trình đó là nếu như mà bạn bè của chị Dung mà có nhu cầu làm dịch vụ ấy, thì chị chỉ cần nhắc người đó cung cấp số điện thoại của mình là người giới thiệu, thì bên em sẽ giảm thêm cho cái người bạn đó 5% nữa so với người khác. Còn chị thì sẽ được tích điểm 5% hóa đơn của người bạn đó nhé. Và chương trình này DK sẽ áp dụng cho tất cả những người nào mà đã từng sử dụng dịch vụ của bên mình ạ. Vậy nên nếu như mà bạn bè của chị Dung có nhu cầu làm dịch vụ thì rất mong là chị sẽ lại giới thiệu tới DK nhé. Okay. Vâng ạ, và cảm ơn chị Dung đã tin tưởng khi mà sử dụng dịch vụ tại DK. Chúc chị sẽ luôn xinh đẹp, luôn khỏe mạnh. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream ngày hôm nay của bên mình. Các bạn hãy nhanh tay đăng ký đặt lịch để làm đẹp trước cái thời điểm vàng để đón Tết này nhé. Xin hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo ạ. Bye bye.